nhà mình nha, thì mình thả ba con vô đây lại cho bố mẹ nó nuôi. Do bữa giờ mình công việc quá trời, anh em thấy mình không có nào mình đăng video được cho xem luôn. Thì nói chung bữa còn nhỏ mà không có nào mình thấy được, nhưng mà bây giờ mình thấy được rồi nè. Mình thả tối qua thì sáng nay thấy con xuống ổ nằm mà nó chơi à. Thì anh em thấy gì không? Mình buổi sáng cho anh em coi ha. Mình sợ nó nhảy ra ngoài thôi. Chứ anh này lại mỏ lọt nha. Và con này là con mái luôn nha, không phải trống nha. Mình không biết tại sao tụi nó đẻ cứ mái là thấy mỏ lọt nha. Mình đốt cho nó cái gì có được một ngày rưỡi thôi. Giờ thì nói chung là nó cũng dạng dạng mình lắm, nó cũng không có sợ lắm đâu. Anh này sao quay chứ gặp như mà mẹ nó xuống thì nó sẽ bị như vậy. Mình lấy nét ở trên em xem nó không được rõ cho lắm nè. Họ thấy mỏ trắng mỏ dưới nha, mỏ dưới á, cái phần mép dẹn ngoài nên không đừng có tính đó, tính cái phần mỏ trắng á đó. Đó thấy nó trắng không? Anh kia chắc con nào trong ổ hay sao? Thấy con này nè. Rồi quay trong ổ ha. Ha, mình quay xong rồi ha. Để cho quay vậy mình thấy cũng không rõ nhưng mà hai con còn nằm trong ổ ha. Cái mẹ nó la, cái anh kia nhảy vô lúc trong mất tiêu rồi. Thôi vậy thôi nha anh em nào thích. Giờ nói chung là ba con này thì anh em đốt á thì phải đợi nó đói xíu nó mới hé hồng nha. Chứ nhiều hai con trong cái tổ này á thì anh em kia đốt á thì còn há nha, kia anh kia thì ra ngoài kiểu này thì anh em mà bắt á giờ lạ mặt là sẽ không há đâu nha, nhưng mà nó cũng sẽ há nhưng mà phải từ từ. Ví dụ hai về một tiếng đói, nó phải 3-4 tiếng nó mới đói nha, nó mới chịu há, chứ bình thường nó há suốt à. Ok vậy nha, mình chia sẻ anh em trước rồi là con nó mổ lọt rồi đó, còn hai con kia không biết nha. Ten ten, và mình cũng xin thông báo với anh em là AV mình đã làm xong rồi. Thì còn cánh cửa này thì mình thiếu sắt, mình chỉ thiếu hai cái đoạn ngang ở bên đây thôi, còn cái hai cái trên thì mình có rồi, thì chỉ còn thiếu cái đó nữa là mình xong cái AV của mình. Thì tổng cộng mình có 4 cái AV ha, thì cái này xong mình đi cho chim ăn mà xách thùng xong bỏ lại thùng mà đi quay video. Đây mình đã thả chim rồi ấy, rồi xong luôn, lại quên đem cám ra nữa. Đây cho anh xem ở trong ha. Và thì nói chung mà có tụi nó xong cái nó dọn rất là sạch ở trong AV của mình luôn. Mình không biết sao hay cho đó nha. Thì từ từ mình sẽ làm tổ xung quanh hết và bên kia mình sẽ che lại nha. Mình chỉ mới thả vô đây thôi, còn lại hai cặp mi, còn là một cặp mi, một con khăn máy, rồi hai cặp cu gái đang nuôi trứng với gà ấp con trọng. Cây xanh nó vẫn có bình thường ha, và có cái cây mà có trái để cho chim ăn luôn. Nó một dại nha, nó mình bỏ sẵn vô thôi chứ không có gì hết. Ok, chia sẻ với anh em như vậy ha. Còn chuồng bên đây thì mình thiết kế như cũ thôi, cũng khá đơn giản. Nghe nên hỏi kích thước thì nói chung là mình nói rồi, 2.5 vuông hết nha, cao 2.5, ngang 2.5, mà có bề dài ra mình không làm tới 2.5, nó chỉ có 2.3 thôi. Nó khá là đơn giản, cây mình trồng vậy. Nguồn nước thì có sẵn như thế này, mình để dành nè, rất là dễ tưới cây rồi đó. Vậy mình bóp vô cái mình tưới cây thôi. Muốn tưới chỗ nào tưới cũng được đó. Nói
Nói chung mình nó rồi có cây gì mình bỏ cây đó, không có cây tư thì mình bỏ cây khô, rất là đơn giản ha. Cây khô thì mình bỏ cây như thế nào thì anh em bỏ tất cả các loại cây anh em có thể bỏ ha, đặc biệt là cây không có rụng lá ha, và lá mà giữ được trên thân cây ha. Dai thiệt là dai thì anh em để đó, những cây này nè ha, để nguyên một lum. Đây có mấy con tre đây thì nó tiện cái gì phải không anh em, mình sẽ cho ăn uống đồ đồ ăn bên đây, bên kia thì tụi nó ở đây chơi hay làm gì làm, còn không có thể là hướng mình sẽ bít luôn, nếu mà nắng quá thì nếu mà nó quá nắng mình sẽ bít. Còn bên đây cũng vậy, bên đây thì mình cắt nguyên một cây nhãn mình bỏ vô luôn đó, chỉ có vậy thôi.